Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 4 tháng 7 năm 2022. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 6 tháng 6 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Mậu Ngọ, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trần, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh thiên thượng hỏa ngày Mậu Ngọ, tức chi sinh can, nghĩa là hỏa sinh cho thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm thiên thượng hỏa kỷ tuổi Nhâm Tý, Giáp Tý, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Ngọ lục hợp với Mùi, tam hợp với Dần và Tuất, thành hỏa cục xung với Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão và tuyệt Hợi. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Bính Tý, Giáp Tý, tuổi xung trong tháng tuổi Kỷ Sửu, Tân Sửu. Vài các sao tốt xấu trong ngày của các sao tốt như sao Minh Tinh tốt mọi việc, sao Cát Khánh tốt mọi việc, sao Lục Hợp tốt mọi việc, sao Ngũ Hợp tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Lại xấu mọi việc, sao Thụ Tử xấu mọi việc, trừ săn bắt, sao Vạn Vong hay còn gọi là sao Thổ Kỵ, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ, sao Trùng Phục, kỵ về giá thú, an táng, sao Nguyệt Kính chuyển sát, kỵ về khởi công, động thổ, sao Ly Sàng, kỵ về cưới hỏi. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 4 tháng 7 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 4 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này làm cho bạn đang có điểm báo trải qua một ngày có nhiều sự căng thẳng trong mối quan hệ tình cảm mà mình đang có. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Tý là bạn đừng có để cho bản thân mình rơi vào những cuộc tình ngoài vòng đạo đức. Điều này sẽ gây ra nhiều sự tổn thương cho những người thân yêu của mình. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Điều này cũng cho thấy lối tư duy của bạn có được sự nhanh nhạy cùng với trí nhớ tốt. Điều này sẽ giúp cho mọi việc của bạn trong ngày hôm nay khi bắt tay vào đều rất hiệu quả. Và bạn tuổi Tý chính là người hùng của mọi người và họ luôn luôn biết ơn bạn vì điều đó nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này nhắc nhở bản mệnh cần phải hoạch định lại về tình hình tài chính của mình. Vì khó khăn hiện tại đã rất rõ ràng, với bạn tuổi Tý không thể cứ chịu đựng mãi như thế rồi, ngồi chờ đợi mọi việc trôi qua. Và đã đến lúc bạn cần phải hành động nữa rồi. Thậm chí nếu như cần, bạn cũng nên xin những lời khuyên từ các chuyên gia để cải thiện về tình hình hiện tại của mình nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, tránh thái độ chỉ trích khi không hiểu rõ vấn đề gì. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy, những nỗi lo lắng, nghi ngại của bạn hoàn toàn là có cơ sở. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, nỗi năng cần phải có chừng mực, kể cả đối với người
quên của mình. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, sự lo lắng thái quá sẽ khiến cho bạn khó đưa ra được quyết định. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, hãy tôn trọng ý kiến của một nửa của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 17, số 64, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Sửu thứ hai ngày mùng 4 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Sửu Ngọ tương hại, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Sửu là trong ngày hôm nay bạn cần phải tử tốn, học cách lắng nghe lời của mọi người khuyên bạn, dù nó có khó nghe đi chăng nữa, và họ chỉ mong muốn điều tốt lành đến cho bạn mà thôi. Bạn tuổi Sửu đừng có quá đề cao cái tôi mà bỏ qua những lời khuyên giá trị đến từ mọi người trong ngày hôm nay nhé. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu, có thể bạn đang chịu ảnh hưởng của thương quan chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Sửu cảm thấy không hài lòng với rất nhiều điều đang xảy ra trong cuộc sống với mình. Thế nhưng với bạn tuổi Sửu, có thể là vì bạn đang xét nét quá với mọi người, và nếu như bạn biết bỏ qua, đừng cố phân tích rạch ròi mọi thứ thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng trôi qua mà thôi. Và may mắn là trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân trở nên cực kỳ là đào hoa trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Sửu, bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với những người khác phái nhờ vào những tính cách hiền hòa, cởi mở của mình. Còn đối với những cặp đôi đang trải qua giai đoạn cực kỳ là hạnh phúc, vui vẻ hiếm có nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, có những người họ luôn tìm cách để làm hại bạn. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, không hiểu điều gì thì hãy chủ động hỏi han, tránh sự sai sót xảy ra. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, hãy tìm cách thay đổi tình thế, đừng có đổ lỗi cho người khác. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, tránh nói lời tổn thương tới những người thân yêu của mình. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, một sự việc chẳng thể nào nói lên được tất cả nhé. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 21, số 74, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ hai ngày mùng 4 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Dần Ngọ Tuất phù trợ. Điều này sẽ giúp cho những nỗ lực của bạn trong ngày hôm nay được mọi người và cấp trên ghi nhận. Với bạn tuổi Dần có thể sẽ được tuyên dương trước tập thể để làm gương cho mọi người nữa. Và đây là bàn đạp để cho bạn tuổi Dần tiến bước, tiếp tục giành được nhiều thành quả hơn, chiếm vị trí cao hơn trong sự nghiệp của mình nữa nhé. Ngoài ra, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần, bạn cũng nên chú ý mở rộng về các mối quan hệ xã giao của mình, bởi điều đó rất tốt cho tương lai của bạn về sau này. Những mối quan hệ rộng rãi, tốt đẹp có thể sẽ giúp cho bạn mỗi khi bạn gặp phải những khó khăn hoặc là khiến cho bạn thăng tiến một cách nhanh chóng hơn. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Điều này cho thấy nếu như bạn đang còn độc thân, với bạn hãy tự tạo ra cho mình những cơ hội để gặp gỡ những người khác giới nhiều hơn, và bạn sẽ nhanh chóng tìm được nửa kia cho mình. Và nếu như bạn đã có người rồi thì cái chuyện tình cảm của hai bạn đã được thăng cấp trong dịp này nữa rồi nhé.
Về câu quýt cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, bạn có được bàn đạp vững chãi để tiến bước và giành được nhiều thành quả hơn. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, nỗ lực của bạn được ghi nhận và được tuyên dương. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, đối với những người đang còn độc thân, tự tạo ra cơ hội để gặp gỡ những người khác phái. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, nên mở rộng các mối quan hệ xã giao sẽ tốt cho tương lai của bạn hơn. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, người đã có đôi nên yên tâm để tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 24, số 96, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ hai ngày mùng 4 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này khiến cho bạn trải qua một ngày đang cảm thấy mình vô cùng đuối sức. Với bạn tuổi Mão, bạn không muốn cố gắng thêm nữa. Và bạn tuổi Mão, bạn cũng đừng quên rằng có nhiều cách khác nhau để cho bạn có thể giải thích cho mọi người hiểu mọi thứ. Và bạn có thể nói một lần và dừng lại, chờ đợi thời điểm khác để nói lại nếu như lúc này họa cố tình không hiểu bạn nhé. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão, ngay cả khi những công việc nhỏ nhặt cũng có thể sẽ mang lại cho bạn có được nhiều niềm vui và tiếng cười khi bạn đang gặp được ngày có chính ấn che chở như ngày hôm nay. Thế nên với bạn tuổi Mão, hãy dành nhiều thời gian và nhiệt huyết của chúng ta, bạn sẽ thấy được kết quả mang lại thật sự là đáng hài lòng cho mình nhé. Trong ngày này, bạn tuổi Mão cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này sẽ hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện được mối quan hệ tình cảm với những người thân trong gia đình của mình. Thậm chí sẽ có một cuộc gặp gỡ vui vẻ với mọi người trong ngày hôm nay cũng sẽ giúp cho bạn tháo gỡ được nhiều vấn đề đang còn tồn tại từ trước tới nay nữa. Về câu quýt cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, các thành viên trong gia đình có được sự hòa hợp, quan tâm đến nhau. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, hãy luôn che chở cho những kẻ yếu hơn mình. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, học hỏi được nhiều kinh nghiệm của những người đi trước. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, một số cảm xúc của bạn cần thực sự cảm nhận, không cần nói ra. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, hạn chế những việc nói trước bước không qua. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 15, số 63, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Tý. Tử vi tuổi Thìn thứ hai ngày mùng 4 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Điều này báo hiệu cho bạn trải qua một ngày tuy có phần bận rộn nhưng bù lại tiền bạc mà bạn thu về rất là khả quan. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, với bạn tuổi Thìn có phần vất vả hơn, nhưng khi nhìn mà thành quả bạn thu về thì bản mệnh không thấy cực nhọc gì nữa, mà càng thêm quyết tâm phải cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa vì tương lai tốt đẹp ở phía trước. Trong ngày thứ hai này, với bạn tuổi Thìn, đối với những người làm kinh doanh, buôn bán, và đây là thời cơ phát tài đã đến gần, nếu cho bản mệnh biết nắm bắt được cơ hội thì có thể sẽ giảm bớt nhiều khó khăn, trắc trở không đáng có với mình, cũng không phải đi quá nhiều đường vòng mới đến được thành công bạn tuổi Thìn nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này cho thấy với bạn đang có được một gia đình rất là ấm êm và điều này sẽ giúp cho bạn cảm thấy rất tự hào. Bạn tuổi Thìn, bạn yêu mến tổ ấm nhỏ bé của mình và đó là nơi bạn luôn muốn trở về sau bao nhiêu giông bão ở ngoài kia. Đây cũng là nguồn động lực lớn lao để cho bạn tuổi Thìn cố gắng vượt qua mọi trở ngại nữa nhé.
Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, thu về được thành quả xứng đáng, cho nên thẳng càng thêm quyết tâm hơn. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, bận rộn nhiều nhưng tiền bạc mà bạn thu về khá khả quan. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, nếu như bạn biết nắm bắt được cơ hội sẽ giảm bớt nhiều khó khăn trắc trở. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, người làm kinh doanh buôn bán đón nhận nhiều thời cơ phát tài. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, gia đạo được êm ấm là bến đỗ bình an sau những giông bão ở ngoài kia. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 76, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dậu, tuổi tốt. Tử vi tuổi Tỵ thứ hai ngày mùng 4 tháng 7 năm 2022. Với ba tuổi Tỵ bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội trợ mệnh, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Tỵ là hãy tập trung vào các mối quan hệ xã giao của mình ngày hôm nay, nó chú trọng hơn những mục tiêu khác. Với bạn tuổi Tỵ, bạn hãy chăm sóc cho các mối quan hệ và dành nhiều thời gian cho những người mà bạn yêu thương thay vì chỉ bận tâm tới các kế hoạch của bản thân mình mà thôi. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ, với những ý kiến của bạn đưa ra sẽ bị thách thức khi bạn đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh như ngày hôm nay. Và khi bạn gặp phải một người nào đó có quan điểm khác với mình, bạn có thể bảo vệ ý kiến cá nhân của mình, nhưng bạn cũng hãy tôn trọng ý kiến của người khác. Bạn hãy dùng những ngôn ngữ dễ nghe, nhẹ nhàng, chớ có nên nổi nóng bạn tuổi Tỵ nhé. Và ngày này với bạn tuổi Tỵ cũng đang gặp ngày có hỏa khí vượng, điều này sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của bản mệnh. Với bạn tuổi Tỵ, bạn nên ăn những đồ ăn mát, ăn thật nhiều rau xanh, hoa quả mọng nước, tránh những đồ gây ra sự nóng bức, khó chịu cho cơ thể trong thời tiết nắng nóng mùa hè như thế này. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, cuộc sống của bạn có được sự hài hòa hơn nếu như bạn lạc quan hơn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, biết trân trọng tình cảm mà mình đang có. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, tránh nói năng thiếu suy nghĩ, không đủ cẩn trọng. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, thử học thêm những kỹ năng mới xem sao. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, không nên nóng nảy khi gặp chuyện không hài lòng. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 53, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ hai ngày mùng 4 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Ngọ Ngọ tự hình, điều này sẽ gây ra những tác động xấu khiến cho tâm trạng của bản mệnh trong ngày hôm nay không được tốt cho lắm. Với bạn tuổi Ngọ, bạn đặt ra những yêu cầu quá cao, cho nên dễ đâm vào những bế tắc trong những suy nghĩ của chính mình, không tìm được lối thoát cho những bất an ở trong lòng. Và cứ thế, với bạn tuổi Ngọ, vậy vùng trong khó khăn mà chỉ mong ai đó tới chỉ dẫn giúp cho mình thoát khỏi tình trạng hiện tại mà thôi. Trùng trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ, trạng thái về tinh thần của bạn bất ổn, cho nên bạn tỏ ra hiếu thắng, không chịu được những lời nói kích bác của người khác và dễ đưa ra những quyết định nóng vội dựa theo cảm tính của mình. Và nếu như bạn tuổi Ngọ, bạn muốn tiến bộ hơn, bạn cần phải lắng nghe những lời nhận xét chân thành thay vì chỉ nghe những lời xu nịnh giả dối nhé. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, điều này làm cho bạn cần phải đề phòng kẻo lại mất mát về tiền của hoặc là bị người khác lừa gạt về tiền bạc. Và tiền bạc có sức cám dỗ rất lớn, nó có thể sai khiến con người ta đánh mất đi đạo đức để làm ra những việc xấu xa nhất. Cho nên với bạn tuổi Ngọ, đừng có bao giờ cả tin vào những người mà mối quan hệ của bạn và người ấy được xây dựng trên nền tảng là tiền bạc, bạn tuổi Ngọ nhé.
Vài câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim đặt ra yêu cầu quá cao cho nên dễ đâm vào những bế tắc ở trong lòng. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy tâm trạng bất ổn, khó suy nghĩ được bất cứ điều gì. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa dễ đưa ra những quyết định nóng vội dựa theo cảm tính của mình. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ tỏa ra hiếu thắng, không chịu được những lời nói kích bác của người khác. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc đề phòng kéo lại mất mát về tiền của hoặc là bị người khác lừa gạt về tiền bạc. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 93, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ hai ngày mùng 4 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Mùi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Ngọ Mùi hợp Nhật Nguyệt. Điều này sẽ mang lại cho bạn tuổi Mùi có được trạng thái tốt nhất khi có nhiều người, bao gồm cả bạn bè, người thân hỗ trợ cho mình. Và thực ra khó khăn vẫn còn đó, nhưng với bạn tuổi Mùi đang có được những lời động viên của mọi người giúp cho bạn có được sự lạc quan hơn, thậm chí có thể sẽ nghĩ ra được những giải pháp phù hợp nhất cho mình trong tình cảnh hiện tại nữa rồi. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này cho thấy thật là khó để cân bằng giữa sự ích kỷ cá nhân và mong muốn chia sẻ, hỗ trợ. Vì thế, với bạn tuổi Mùi trong ngày hôm nay, bạn hãy tìm kiếm kinh nghiệm, lời khuyên từ những người có kinh nghiệm đi trước để biết được bản thân mình nên làm gì cho phù hợp nhất bạn tuổi Mùi nhé. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này cho thấy có thể với bạn sẽ có được người dẫn dắt, dẫn đường chỉ lối cho bạn, giúp cho bạn có được đường đi nước bước để sớm thoát được khỏi những rắc rối liên quan tới vấn đề về tài chính. Dù có cơ hội không quá cao nhưng với bạn tuổi Mùi cũng rất đáng để cho bạn thử nữa đó bạn tuổi Mùi nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, bạn đang thiếu kiên nhẫn để cho cảm xúc kiểm soát bản thân. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, tiền bạc phải rõ ràng, minh bạch, tránh việc lập lờ. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, tránh nói dối vì rất dễ bị phát hiện ra. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, hãy tránh thái độ tự đắc, bị người khác chỉ ra điểm yếu của mình. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, người thân trong nhà đồng lòng khắc phục những khó khăn. Vài đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 32, số 57, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ hai ngày mùng 4 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Điều này sẽ mang đến cho bạn có được những tin vui về con đường tài lộc. Tài lộc của bạn có được sự khởi sắc sẽ giúp cho bạn đón nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền về tay mình nữa nhé. Với bạn tuổi Thân trong này, ngày này bạn mệnh không cần phải quá lo lắng nhiều, tiền bạc sẽ tự tới trong tầm tay của bạn mà thôi. Ngoài ra, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân, đối với những người làm kinh doanh buôn bán nên tận dụng cơ hội này để mở rộng về quy mô kinh doanh buôn bán, đa dạng hóa hàng hóa để thu hút thêm lượng khách hàng mới về cho mình. Và có thể với bạn tuổi Thân, bạn sẽ phải cảm thấy mệt mỏi vì phải chạy đôn chạy đáo, lo việc ngược xuôi, nhưng cơ hội vụt mất thì thật là đáng tiếc cho bạn. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có hỏa khắc với kim. Điều này lại làm cho cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay chẳng được như ý muốn. Dường như với bạn tuổi Thân, bạn đang dành quá nhiều thời gian cho công việc của mình, cho nên đã bỏ bê gia đình của mình, thiếu đi sự quan tâm, vun viếng, tình cảm gia đình trở nên nhạt nhòa và mất đi tính tương tác cần thiết lẫn nhau nữa nhé.
Vài câu quyết cho bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy không cần phải quá lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, con đường tài lộc của bạn có được sự khởi sắc, có được nhiều cơ hội để kiếm tiền về đầy túi tiền của mình. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, đừng có để cho cơ hội vụt mất bởi bạn rất sẽ hối tiếc về sau này. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, người làm kinh doanh buôn bán nên tận dụng cơ hội để mở rộng về quy mô kinh doanh, đa dạng hóa hàng hóa. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, đang có điềm báo bỏ bê gia đình vì dành phần lớn thời gian cho công việc của mình. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 36, số 95, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ hai ngày mùng 4 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày gặp nhiều may mắn khi bạn đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, cho nên bạn thoải mái đón nhận những vận may về tiền bạc đến với mình. Và ngày này với bạn tuổi Dậu, bạn mệnh có được nguồn thu khá ổn định từ công việc của mình, vận trình sự nghiệp có được sự tăng tiến, cho nên tài lộc của bạn không ngừng khởi sắc. Bạn mệnh có tính cần kiệm để gom góp, cho nên tiền bạc càng ngày càng được sinh sôi nảy nở nhé. Tuy nhiên trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, điều này sẽ khiến cho con đường tình duyên của bạn có phần lại kiếm suôn sẻ, chẳng gặp được người như ý, hoặc là gặp rồi cũng lại chẳng có duyên, vô phận. Bạn mệnh có phần khép mình và từ chối cơ hội yêu đương có thể đến với mình, đóng lại cánh cửa trái tim để không phải chịu tổn thương thêm lần nữa. Xem tử vi cũng chỉ ra rằng trong ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì lại không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Trong ngày này, nếu như bạn tuổi Dậu có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chính bắc. Đây là hai hướng giúp cho bạn hạn chế được những điều xui rủi, có thêm được sự may mắn, tăng thêm sự thành công đối với mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy có được nguồn thu khá ổn định từ công việc hiện tại. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa đón nhận tin vui về vận may con đường tài lộc. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ tình duyên ám đạm, khó tìm được người như ý. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, sự nghiệp tăng tiến kéo theo tài chính được cải thiện. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim có phần khép mình và từ chối mối quan hệ yêu đương. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 60, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ hai ngày mùng 4 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, dần ngọa Tuất chia chở, cho nên với bạn tuổi Tuất đang có được một ngày hạnh phúc trọn vẹn, nhận được sự quan tâm tận tình của người ấy. Hai người có thể có được một buổi hẹn hò thú vị trong ngày hôm nay nữa. Và ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Điều này sẽ báo hiệu cho bạn hãy sẵn sàng đón nhận một ngày với nhiều trải nghiệm mới mẻ cùng với những hành động táo bạo, nhiệt huyết. Bạn hãy nắm lấy vai trò của người đầu đoàn và bạn sẽ có được một ngày vô cùng là ý nghĩa nữa nhé. Xem tử vi cũng chỉ ra rằng trong ngày thứ hai đầu tuần này, với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này sẽ hậu thuận cho bạn mệnh cải thiện được về tình hình sức khỏe của mình. Bạn cảm thấy mình sung sức hơn, lạc quan hơn, yêu đời hơn với những tín hiệu tốt đẹp của cơ thể. Thậm chí có người còn xin bạn bí quyết để cho họ học hỏi từ bạn để tăng thêm sức khỏe cho mình nữa nhé.
Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, về tình hình tài chính của bạn đang được cải thiện rõ rệt. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, với những thay đổi của bạn là hoàn toàn cần thiết vào lúc này. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, hạnh phúc lứa đôi đang dần được cải thiện. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, nghĩ ra hướng đi mới tốt hơn cho cuộc sống. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, tin tưởng và làm theo kế hoạch đã được chỉ ra trước. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, quân số may mắn số 21, số 75, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi thứ hai ngày mùng 4 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là chớ nên phụ thuộc quá nhiều vào trực giác của bản thân mình trong ngày hôm nay khi bạn đang gặp ngày có thiên quan ngăn trở. Ngày này với bạn tuổi Hợi, mọi hành động theo cảm tính của bạn đều có thể mắc phải những sai lầm và phải trả giá rất đắt và khó có thể khắc phục được trong chốc lát. Tốt nhất là trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi, bạn hãy nghe theo sự mách bảo của lý trí, phân tích mọi việc dựa trên những con số, những góc độ thực tế nhất và điều đó sẽ giúp ích cho bạn trong công việc của bạn nhiều hơn. Và nếu như bạn tuổi Hợi, bạn nên tuân thủ đúng điều này, bạn trong ngày hôm nay sẽ mọi việc diễn ra trôi chảy, không có nhiều điều đáng phải lo ngại nữa. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, điều này cũng cho thấy các chuyện tình cảm của bản mệnh cũng không được như ý muốn. Một phần lý do là sự cố chấp của bạn đang làm cho mối quan hệ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Và nếu như bạn tuổi Hợi bạn biết lắng nghe hơn thì mọi việc đã diễn ra theo hướng tích cực hơn nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa có thể sẽ phải trả giá đắt vì hành động theo cảm tính của mình. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ chớ nên để cho trực giác làm chủ hành động của mình ngày hôm nay. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc muộn phiền vì tình cảm không được như ý muốn. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim nên để cho lý trí làm chủ, phân tích mọi việc dựa trên những con số thực tế. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, sự cố chấp bướng bỉnh khiến cho mối quan hệ tình cảm đi vào ngõ cụt. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 23, số 60, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.